Sáng sớm nay, trước thêm khai mạc kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, đoàn đại biểu do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh, dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa và dân hương tại đài tưởng niệm thành phố trong không khí trang nghiêm với lòng thành kính và biết ơn vô hạn các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc vì hạnh phúc của nhân dân tự hào về truyền thống cách mạng anh dũng kiên trung của mảnh đất và con người đà nẵng trước anh linh các anh hùng liệt sĩ các thế hệ hôm nay nguyện cống hiến sức mình phát huy sức mạnh đồng thuận và sáng tạo ra sức phấn đấu vượt qua mọi khó khăn quyết tâm nêu cao tinh thần đoàn kết phát triển kinh tế đẩy lùi dịch bệnh tiếp tục đưa thành phố phát triển góp phần vào sự nghiệp đổi mới và đi lên của đất nước